Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị ngày mới an lành và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình rất vui khi lại được gặp quý vị trong video ngày hôm nay để chia sẻ đến quý vị những cái tiến độ, quy trình thi công của các hạng mục của công trình cầu. Tới sáng ngày hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2024 thì Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đã tới thăm hỏi và chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công cầu Rạch Miễu 2 và đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo quyết liệt về việc giải phóng mặt bằng phía bờ Tiền Giang để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công sớm nhất, không để ảnh hưởng đến toàn thể dự án. Và video hôm nay mình xin được cập nhật chi tiết cốt thép dầm ngang của cầu Rạch Miễu 2 cho quý vị được biết là số lượng thép khủng như thế nào ạ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi video. Đến sáng nay thì bên đơn vị thi công trụ kỳ 20 đã lắp đặt xong ván khuôn, đốt 15 cho thân tháp, thân trụ tháp phía thượng lưu rồi. Còn phần thi công dầm ngang thì cũng đã lắp đặt xong cốt thép đợt 1 cho dầm ngang rồi và đang hoàn thiện để chuẩn bị đổ bê tông trong mấy ngày tới. Đây là các chi tiết thép của dầm ngang, quá nhiều đúng không quý vị?